Sáng ngày 23 tháng 9 tại Hội trường khối mặt trận đoàn thể quyện, Ban Thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyển Châu Trơm tổ chức chương trình phát động ủng hộ và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại cho bão số 3 gây ra. Tại chương trình, lãnh đạo Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyển Châu Trơm phát biểu kêu gọi và phát động đóng góp kinh phí ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại cho bão số 3. Quỹ ban, mặt trận tổ quốc Việt Nam quyện Tha Thiết kêu gọi các cơ quan đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tôn giáo, các nhà hậu tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, bằng hành động thiết thực, đóng góp ủng hộ chung tay góp phần cùng cả nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho đồng bào các tỉnh thành phố phía Bắc đang gánh chịu hậu quả thiên tai. Thời gian tiếp nhận đóng góp hỗ trợ từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2024. Sau phát biểu kêu gọi và phát động đóng góp kinh phí ủng hộ của Quỹ ban Mặt trận Tốt Việt Nam Quyền, các đơn vị đã trao bản tượng trưng kinh phí ủng hộ với tổng số tiền 724.300.000 đồng. Các cơ quan đại biểu đóng góp trực tiếp tại chương trình số tiền 35.400.000 đồng.